bạn đã bao giờ cảm thấy như là mắc kẹt trong những cái vòng lặp đi lặp lại và những cái hành vi mà không thể kiểm soát được không phù hợp với chính bạn nữa không bạn có biết là rằng những cái trải nghiệm này những cái trải nghiệm căng thẳng của chính bản thân thời thơ ấu thời xưa có thể ảnh hưởng đến cái cách mà bạn đơn hành động và những là đưa ra được cái quyết định ngay cả khi mà đã trưởng thành rồi không đừng lo lắng bạn không đơn độc đâu bởi vì hôm nay thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ra cái bộ não đương đầu với những cái thử thách ra sao và làm thế nào để có thể vượt qua những cái ám ảnh thời thơ ấu hay là những cái ám ảnh của xưa xây dựng được một cái cuộc sống viên mãn hơn từ những cái nghiên cứu khoa học chúng ta cùng nhau xây dựng một cái bộ não chống căng thẳng trong quá khứ thì xa xưa những cái căng thẳng thường gắn liền với những cái mối đe dọa bên ngoài khi mà cái sự sinh tồn như bị thú dữ tấn công này đói rét này hay thiếu thốn thức ăn thì bộ não của chúng ta đã tiến hóa để có thể phản ứng nhanh hơn trước những cái nguy cơ những cái tình huống như vậy và kích hoạt cái cơ chế để chiến đấu hoặc là bỏ chạy để đảm bảo cái sự sống căng thẳng đó thì không kéo dài theo cái dạng mãn tính khi người tiền sử phải đi săn bắn về thì họ chui vào cái hang động của chính họ và an toàn cũng như là ấm áp chuẩn bị thức ăn những cái ngày sắp tới đấy thì họ cũng có phần nào kiểu như là yên bình hơn thì cái sự căng thẳng cũng giảm đi rất là nhiều tuy nhiên là trong cái thế giới hiện đại thì cái thằng căng thẳng thường mang tính chất mãn tính lâu dài hơn là tức thời bởi vì là áp lực công việc này các cái mối quan hệ phức tạp này ở công việc hay là trong cuộc sống này tình hình tài chính và thậm chí cả những cái thông tin tiêu cực ở trên mạng xã hội đều có có thể kích hoạt cái phản ứng căng thẳng của chúng ta gọi là 24 trên 7 vấn đề là cơ chế chiến đấu hoặc là bỏ chạy như cái người tiền sử không được thiết kế để đối phó với những cái căng thẳng của thời hiện đại và kéo dài như bây giờ và khi mà bị kích hoạt liên tục nó có thể gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng và lâu dài trong cho sức khỏe của chúng ta thể chất cũng như là tinh thần cơ cấu của bộ não và phản ứng đối với cả cái sự căng thẳng là sao thì tác giả greenberg giải thích rằng cái phản ứng căng thẳng của chúng ta liên quan đến cái sự tương tác phức tạp giữa nhiều vùng não và khác nhau là bao gồm là amygdala tức là chịu trách nhiệm xử lý cảm xúc này và hippocampus là liên quan đến cái trí nhớ của chúng ta và vỏ não trước chán tức là đóng vai trò trong cái việc quyết định ra quyết định và kiểm soát cái hành vi thì khi mà chúng ta gặp một cái tình huống nguy hiểm nào đó căng thẳng nào đó thì amygdala sẽ gửi tín hiệu báo động tức là kích hoạt giải phóng các cái hormone căng thẳng như là cortisol này, adrenaline, này. những cái hormone đấy thì chuẩn bị cho cái cơ thể cho tăng nhịp tim này, huyết áp này và cái mức năng lượng nữa thì tuy nhiên nếu như là mà chúng ta phản ứng căng thẳng thì sẽ kéo dài nó có thể gây ra cái những cái thay đổi tiêu cực cho cơ thể cho cái cấu trúc của và cái chức năng của bộ não nữa. Cortisol dư thừa có thể làm teo nhỏ cái hippocampus và ảnh hưởng đến khả năng trí nhớ học tập và ghi nhận thì cái sự căng thẳng mãn tính cũng có một có thể làm suy yếu cái vỏ não trước chán và khiến chúng ta khó kiểm soát những cái hành vi những cái cảm xúc đưa ra cái quyết định hàng ngày và một cách hợp lý nhất cuốn sách của Melanie Greenberg đã đề cập đến một nghiên cứu thú vị của uh, Seghaghen và Cộng sự của cô vào năm 2015 Thì cái nghiên cứu này đã chỉ ra rằng là Những cái trải nghiệm ý, Căng thẳng thời thơ ấu của chúng ta Có thể ảnh hưởng rất là nhiều Đến cái cách mà chúng ta Giải quyết vấn đề Chúng ta đưa ra cái quyết định trong cái thời bây giờ trong cái khi mà thời gian mà chúng ta trưởng thành cụ thể thì nghiên cứu đã thực hiện như sau thì có tạo ra được một cái tình huống căng thẳng cho 26 đứa trẻ 15 tháng tuổi được chia thành hai nhóm thì một nhóm được đưa vào cái tình huống gây căng thẳng gọi là nhẹ như là chẳng hạn bố mẹ sẽ rời uh, các bé khoảng rời khỏi phòng khoảng một vài phút hoặc là có người lại đến gần sẽ làm sao nhãng và thế bé không thoải mái nhóm còn lại thì không trải qua cái tình huống như vậy đo lường cái cortisol thì sau đó là các nhà nghiên cứu đo cái nồng độ gọi là stress một cái hormone căng thẳng ấy. trong cái nước bọt của các trẻ thì cho thấy là kết quả là cái cái nồng độ mà cortisol căng thẳng tăng cao ở nhóm trẻ bị gọi là gây căng thẳng trong khi mà thử nghiệm trong khi nhóm còn lại không có cái sự thay đổi đáng kể nào trong cái lượng cortisol cả. Tất cả các bé thì được tham gia một cái trò chơi thì đó là gọi là trò chơi nhấn nút. Trong lần thử đầu tiên thì các bé được nhấn một cái nút, một trong hai nút đó là nút xanh hoặc là nút đỏ. Bao nhiêu lần đó mà các bé tùy tùy mà các bé tích bao nhiêu lần cũng được sau đó trong lần thử thứ hai thì các bé chỉ được chọn một trong hai nút nhưng lần này các nút không phát ra các cái ánh sáng hay xanh hay đỏ nữa và kết quả thì là những cái đứa trẻ đã trải qua cái căng thẳng thì có cái xu hướng là tiếp tục nhấn nút mà chúng đã chọn trước trong lần thử đầu tiên thì ngay cả khi mà nút đó không còn phát ánh sáng ấy thì trong khi đó thì nhóm trẻ không bị gọi là căng thẳng lại có cái xu hướng gọi là thử nhấn nút khác so với cả cái lựa chọn ban đầu nghiên cứu này thì cho thấy rằng là cái trải nghiệm căng thẳng thời thơ ấu thì có thể khiến chúng ta trở nên gọi là mắc kẹt trong một cái tình huống những cái lựa chọn của chúng ta những cái lựa chọn quen thuộc ngay cả khi mà chúng ta À, không còn thấy là đó mang lại cái hiệu quả gì cả điều này có thể giải thích tại sao là những cái người đã trải qua à, những cái giai đoạn khó khăn thời thơ ấu trong quá khứ ấy, thì sẽ có cái xu hướng gọi là à, lặp lại những cái hành động những cái hành vi cũ khó thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn và gặp khó khăn trong cái việc là đưa ra những cái quyết định những cái lựa chọn mới tích cực hơn chúng ta có thể làm gì để có thể vượt qua được cái ảnh hưởng trong cái thời thơ ấu của ta trong những cái trải nghiệm căng thẳng mà chúng ta đã trải qua thời còn bé đó là những cái trải nghiệm căng thẳng thời thơ ấu của chúng ta có thể để lại một cái dấu vết những cái dấu ấn rất là sâu đậm và ảnh hưởng đến cách mà chúng ta xử lý và chúng ta cảm nhận chúng ta suy nghĩ và những cái hành động trong cuộc sống hàng ngày áp dụng một cái gọi là một vài phương pháp một vài các cái chiến lược nhằm tăng cường cái sức mạnh tinh thần này và xây dựng cái khả năng ứng phó với cả những cái sự căng thẳng mà như là cái nhận thức về ảnh hưởng của trải nghiệm về quá khứ, nhận thức là cái bước mà đầu tiên và quan trọng để chúng ta có thể biết được là tại sao chúng ta đã trải qua cái quá trình này để có thể chữa lành. Việc nhận ra rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ thì có thể ảnh hưởng đến hành vi và cảm xúc hiện tại và giúp chúng ta thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, thoát ra khỏi cái vòng xoáy của sự vô thức. Điều này đòi hỏi sự quan sát rất là tỉ mỉ, trung thực với bản thân thì không né tránh là tại sao hay là phủ nhận những cái tổn thương ở trong quá khứ mà những những cái gì mà chúng ta đã trải qua như chẳng hạn như là trước kia ấy thì mình sợ phải nói trước đám đông hoặc là sợ nói Uh, sai vì mình sống ở ba lan và khi mà mình sang ba lan thì mình không biết tiếng ba lan và lúc mà mình mới học tiếng ba lan thì mình còn mắc rất là nhiều lỗi và mình uh, không quen và mình đã từng bị chê và hay mắc cỡ xấu hổ mình nói rất là lý nha lý nhí khi mà muốn tham gia một cái câu chuyện hay là muốn nói chuyện với bất cứ ai đi chăng nữa thì lý do đó trong một thời gian dài đã luôn là một cái được coi là một cái người nói kém, xã giao kém vì ảnh hưởng tâm lý hồi nhỏ và nhờ cái sự thay đổi và mình tự nhận thức được ý là mình phải tập chăm chỉ tập luyện học tiếng này, tham gia các cái hoạt động tình nguyện này và học trao đổi này, hay là biện luận này, tập nói trước gương, này, tập nói ở nhà, này, chuẩn bị một cách kỹ lưỡng này thì mình bắt đầu đã ngày một tự tin hơn và dần dần cái nỗi ám ảnh thì nó xưa kia thì cũng đã phai đi và nhạt nhòa đi và mình đã bắt đầu có thể um, xã giao một cách gọi là thân thiện và cởi mở hơn thay đổi tư duy nữa khi mà cái sự tự trách móc ấy thường là cái phản ứng đầu tiên và rất là tự nhiên khi mà đối mặt với những cái sai lầm trong quá khứ hay là sai lầm mà chúng ta đã gặp ở thời thơ ấu thì tuy nhiên điều này chỉ là làm tăng thêm cái sự căng thẳng thôi không giúp ích gì được cho cái Quá trình phục hồi, cái thay đổi, à, hãy chuyển hướng tư duy từ việc trách móc bản thân là mình kém cỏ hay là mình tự ti hay gì đấy sang việc học hỏi từ những cái trải nghiệm đã qua đấy đi. Mình là con người mà hay tự trách móc bản thân về những cái quá khứ hay là về những cái lỗi lầm rất là nhỏ, có thể nói là một chút gì đó cầu toàn. Sau dần thì mình nghiệm ra rằng cái gì đã trôi qua thì hãy để nó trôi qua, thì không nên dằn vặt, đau khổ. Vì, bởi vì mà chúng ta đau khổ với những cái gì ở trong quá khứ thì không giải quyết được vấn đề cho hiện tại và tương lai. Tất cả mọi thứ xảy ra đều có một cái lý do của nó. Tất cả quyết định của chúng ta đều đưa ra và đưa đến một cái kết cục đó là sai thì học hỏi từ những cái lỗi lầm, đúng thì chúng ta tiếp tục phát huy và mở rộng tầm nhìn của chúng ta, mở rộng cái kiến thức của chúng ta và mỗi sai lầm hay thử thách đều mang lại cơ hội để chúng ta trưởng thành, cải thiện cái gọi là cái bản thân cái tính cách của chúng ta thì bằng cách tập trung vào cái việc phát triển và thay đổi tích cực hơn thì chúng ta có thể tạo ra được một cái tương lai tốt hơn cho chính bản thân chúng ta và những người xung quanh bất kể quá khứ đã xảy ra tốt hay là xấu như thế nào để rèn luyện cái khả năng đối phó với cả căng thẳng thì chúng ta cần có cái khả năng quản lý cái căng thẳng là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải học ví dụ như có những cái căng thẳng mà nó sẽ liên tục ý, đặc biệt là khi phải đối mặt với những cái tác động của quá khứ nữa để giảm thiểu cái tác động tiêu cực thì chúng ta cần phải làm những cái gì đó là có thể áp dụng một vài phương pháp, một vài kiểu kỹ thuật khác nhau như là hít thở này, như là thiền định này, như là đọc sách này, như là viết nhật ký này, hoặc là thậm chí là dành thời gian cho những cái hoạt động mà chúng ta yêu thích nữa để chúng ta có thể bớt đi được những cái thời gian mà chúng ta chỉ nghĩ đến cái gì đó tiêu cực ở trong quá khứ thôi thì chúng ta có thể tự nhâm nhi tách cà, cà phê viết nhật ký, viết ra những cái điều cần sửa đổi hoặc đơn giản là những cái gì đã trải qua có thể tâm sự với người khác và hay suy nghĩ lại những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời của bạn. Trong cái thời gian khó khăn nhất của bạn thì làm thế nào bạn đã vượt qua nó và tại sao bây giờ lại không làm được như vậy chẳng như trước đây ý, thì bố mình mất sớm vì bệnh ung thư và mẹ mình và gia đình mình nói chung ấy thì đã rơi vào một cái gọi là một cái thời gian khủng hoảng nhất khó khăn nhất về kinh tế và cả về tinh thần nữa cả nhà mình đã trải qua một cái cuộc gọi là cách mạng ấy lớn nhất từ trước tới giờ và rồi đây thì sau khi mà mình nghĩ lại những cái việc mà đã trải qua trong quá khứ đấy so với cả những cái việc mà nó xảy ra bây giờ ý, thì nó rất là nhỏ và nó không còn kinh khủng như trước nữa nhưng mà mình lại quên đi mất cách để xử lý những cái tình huống như vậy và một lần nữa mình lại bị bế tắc trong những cái lúc bế tắc như vậy thì mình phải cố gắng tạo ra một cái sự động lực cho riêng mình là trước kia mình đã vượt qua ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy tại sao bây giờ mình không thể bước qua được và chúng ta phải ngồi và chúng ta suy nghĩ lại và chúng ta gạt bỏ qua để không còn để có thể kiểm soát được cái căng thẳng những cái quyết định mà chúng ta đưa ra thì cũng sẽ trở nên sáng suốt hơn, lành mạnh hơn và ít bị chi phối bởi những cái cảm xúc tiêu cực Tiếp theo đó là xây dựng bộ não đàn hồi May mắn thay là cái bộ não của chúng ta ấy thì có khả năng thích nghi thay đổi nhờ vào cái sự đàn hồi đấy Tính cái dẻo dai trong, trong cái neuron của chúng ta gọi là neuroplasticity Tức là điều này có nghĩa là thông qua cái việc mà thực hiện các cái thói quen, chiến lược nhất định ấy phù hợp với bản thân thì chúng ta có thể rèn luyện được cái bộ não để trở nên linh hoạt hơn mạnh mẽ hơn và có thể uh, giải tỏa được những cái căng thẳng đó là chánh niệm thực hành chánh niệm giúp chúng ta nhận ra và hiểu rõ hơn về những cái giá trị đích thực và những cái uh, cảm xúc suy nghĩ ý, ý thức được về những cái gì đang diễn ra ở tâm trí hiện tại thì chúng ta có thể kiểm soát những cái phản ứng của của chính mình một cách tốt hơn tránh những cái hành động theo phản xạ dạ, vốn thường là nguyên nhân ra gây ra những cái căng thẳng nhớ là phải tập thể dục tập thể dục không chỉ có lợi cho sức khỏe vì điều này thì ai cũng biết mà còn giúp giảm được cái mức độ gọi là hormone căng thẳng cortisol để nó giảm xuống được cái đồng thời nó còn kích thích sản xuất endorphin loại hormone giúp tạo ra cái cảm giác hạnh phúc và thư giãn chế độ ăn uống này lành mạnh nữa này à, ăn uống giàu dinh dưỡng và đóng vai trò rất là quan trọng Được duy trì hoạt động tối ưu của não bộ nữa một cái chế độ ăn uống cân bằng đầy đủ vitamin hay là khoáng chất và các cái chất à, chống oxy hóa thì cũng sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe và cái khả năng nhận thức cái chức năng nhận thức tinh thần, hãy ngủ đủ giấc. Ở trong cái video trước đây thì mình có nhắc đến việc là ngủ đủ giấc là thời gian để có thể cơ thể, tâm trí và bộ não được phục hồi, tái tạo. Ngủ đủ giấc giúp giảm căng thẳng và cải thiện cái trí nhớ này và tăng cường cái gọi là cái khả năng tập trung này, cũng như là giảm đi được cái stress mãn tính, giúp chúng ta xử lý tốt hơn những cái thách thức trong cuộc sống. Chúng ta có thể kết nối xã hội, chúng ta có thể nói chuyện với cả bạn bè gia đình hay là chia sẻ với cả một cái cộng đồng mà cũng có một cái gặp vấn đề tương tự như bạn đó là một cái nguồn lực mạnh mẽ giúp giảm căng thẳng và bởi vì những cái người thân yêu có thể cung cấp cái sự ủng hộ cũng như là chia sẻ và lắng nghe chúng ta cho dù không lắng nghe đi chăng nữa thì chúng ta cũng có thể giải tỏa được cái stress chúng ta cảm thấy được an ủi hay là bớt cô đơn điều tiếp theo là tìm kiếm sự giúp đỡ từ những cái chuyên gia tâm lý bạn thì đừng ngại việc là khi mà chúng ta gặp căng thẳng hay tổn thương từ quá khứ thì chúng ta tránh việc là phải đi bác sĩ tâm lý bởi vì nhiều người cứ nghĩ là nếu như chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý tức là phải gặp một cái vấn đề tâm thần hay là cái gì đó bệnh gì đó rất là nặng về tâm lý nhưng không nếu như chúng ta có cơ hội hay là có một cái người mà có thể giúp chúng ta khai sáng gọi là vượt qua được những cái khủng hoảng và những cái chắc trở cũng như là trầm cảm kiệt sức vì môi trường làm việc, vì cuộc sống hay là vì cái tình cảm hay là vì cái mối quan hệ toxic ấy và mình đã tránh cái việc gặp bác sĩ tâm lý nhưng mà sau khi mà gặp bác sĩ tâm lý thì mình đã giải ra được nhiều cái khúc mắc những cái khúc mắc mà mình nghĩ là mình chưa bao giờ sẽ tìm ra được cái giải pháp ấy, mở rộng được cái tâm trí ra và mình đọc thêm sách tài liệu và lời khuyên từ chuyên gia thì mình sẽ có thể là cần thêm một vài loại thuốc nhưng mà cái này thì mình không khuyến cáo mà chỉ nên là nói chuyện với bác sĩ bác sĩ của bạn sẽ chỉ dẫn bạn tận tình nhất mình thì từ khi bị mắc bệnh trầm cảm cách đây một năm ấy một cái thời gian dài thì mình đã quan tâm nhiều đến đề tài tâm lý học và đó là lý do mà tại sao mình chia sẻ các cái video về tâm lý học vì cảm thấy rất là thú vị để có thể đào sâu và hiểu rõ hơn về hành vi của con người và của chính bản thân mình nữa hiểu được chính mình thì mới có vượt qua được những cái khó khăn những cái trải nghiệm căng thẳng thời thơ ấu hay khủng hoảng trong quá khứ thì không phải là cái điều mà dễ dàng nhưng với cái sự nhận thức này với cái kiến thức nhất định và cái sự hỗ trợ đúng đắn chúng ta thì có thể tìm thấy sự bình an cũng như là cái phát triển bản thân tốt hơn một cách an toàn và bền lâu để kết luận cho video của ngày hôm nay thì trong cái cuốn sách của melanie greenberg là một cuốn sách thiết thực nó mang nhiều cái cảm hứng cung cấp cho mình những cái kiến thức công cụ cần thiết để có thể xây dựng được một cái bộ não gọi là đàn hồi và có thể kiểm soát được căng thẳng áp dụng một vài phương pháp một vài chiến lược mà tác giả đã nêu ra đã đề xuất trong cuốn sách này thì chúng ta có thể cải thiện được cái sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần, tăng cường cái cả khả năng gọi là đối phó với cả những cái thử thách và sống một cuộc sống tốt hơn mình mong là video này giúp ích cho các bạn và nếu như các bạn có một vài cái ý kiến gì hay là bạn có những cái cuốn sách hay mà bạn muốn chia sẻ để những người xem video này hay là mình có thể học tập và cũng có thể khám phá bản thân thì các bạn có thể để ở phía dưới bình luận nhé và xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn